Thưa quý vị và các bạn, phiên họp chính phủ sáng ngày 5 tháng 5, Bộ Giáo dục Đào tạo cũng cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra trong 2 ngày với 4 buổi thi. Học sinh sẽ phải làm 3 bài thi bắt buộc và 1 bài thi tự chọn. Như vậy, việc rút ngắn thời gian thi trong 2 ngày với 4 buổi thi sẽ làm cho kỳ thi gọn nhẹ hơn các năm trước. Đề thi sẽ được xây dựng phù hợp với mục đích xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và nội dung chương trình giảng đã công bố, qua đó giảm bớt áp lực cho học sinh. Cụ thể, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, thí sinh sẽ phải làm 3 bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Về thời gian làm bài thi, thí sinh sẽ làm bài thi ngữ văn trong 120 phút, toán 90 phút, ngoại ngữ 60 phút, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội là 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần, tổng 3 môn là 150 phút. Kỳ thi được tổ chức rút gọn trong 2 ngày với 4 buổi thi thay vì 2,5 ngày như những năm trước. Thí sinh tự do tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 không nhằm mục đích xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, được dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp theo nguyện vọng.